Mới được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Rory. Không biết là một tuần ăn Tết của các bạn trôi qua như thế nào ha. Rory hy vọng là các bạn đã có một tuần nghỉ lễ thật là vui vẻ, và hiện giờ thì các bạn đang rất là sung sức để mà chúng ta có được một năm mới thật là trọn vẹn cũng như là thật là thành công các bạn nha. Và ngày hôm nay thì dựa trên là yêu cầu của bạn Tường Vi, một nickname trên YouTube, thì bạn có nói với Rory là chị ơi, chị hãy review thêm một số những sản phẩm ở Nhật mà khá là hữu ích, đặc biệt là những sản phẩm chăm sóc về da cũng như là một số những sản phẩm chăm sóc nhà cửa và nhiều thứ nữa. Thì theo thời gian thì Dori sẽ review tất tần tật dựa trên comment của Tường Vi, và ngày hôm nay thì Dori đã sử dụng một số sản phẩm nữa, và Dori hôm nay sẽ chia sẻ cho các bạn đó là những sản phẩm chăm sóc da cũng như là dưỡng da và make up. Thì bây giờ Dori sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Và dòng sản phẩm đầu tiên mà Dori muốn chia sẻ cho các bạn đó là dòng sản phẩm vitamin CC. Đây là dòng sản phẩm của công ty Roto và một dòng sản phẩm nội địa khá nổi tiếng của Nhật Bản. Và bên trong của dòng sản phẩm này là một lớp giống như serum vậy đó. Thì khi mà các bạn chỉ cần nhỏ một giọt, thật là nhỏ như que tăm thôi à, các bạn thoa lên những vết thâm, và từ 7 đến 10 ngày thì các bạn sẽ thấy những vết thâm dần dần được cải thiện. Và nếu mà các bạn nào muốn giúp cho làn da của mình trắng hơn thì đây cũng là một dòng sản phẩm rất là hiệu quả để mà các bạn có thể cải thiện làn da của mình. Và một sản phẩm tiếp theo mà Dori muốn chia sẻ đó là dòng sản phẩm chăm sóc mắt. Thì nếu mà các bạn nào đã xem video clip chăm sóc mắt của Dori thì các bạn sẽ biết dòng sản phẩm này phải không ạ? Thì Dori đã xài được nửa hũ, và nửa hũ này Dori xài trong khoảng 6 tháng đó. Như các bạn cũng thấy đây là serum đây ạ. Và khi mà các bạn nhỏ một giọt như vậy thôi là đã đủ cho hai mắt rồi ạ. Và sau đó thì các bạn chỉ cần thoa đều lên da như thế này, và sau đó từ khoảng 5 đến 10 phút, và sau đó các bạn vỗ nhẹ lên vùng mắt, thì các bạn sẽ cảm thấy là vùng mắt của chúng ta được cải thiện rất là hiệu quả. Và sau một đêm thức dậy các bạn sẽ thấy vùng da mắt rất là mềm và rất là dễ chịu ạ. Và một dòng sản phẩm tiếp theo cũng là một sản phẩm chăm sóc da luôn ạ. Đây là dòng sản phẩm Quality All-in-One Sheet Mask. Như thế này và có 5 miếng ạ. Và sau khi mà Dori sử dụng một tuần vừa rồi và cảm thấy là da rất là hiệu quả cũng như là trắng lên trông thấy vì những vết thâm do mụn để lại đó ạ, thì Dori quyết định mua thêm một gói nữa và Dori chia sẻ cho các bạn. Thì dòng sản phẩm này với tinh chất từ ngọc trai nè, cũng như là có tính chất dưỡng ẩm và giúp cho làn da của các bạn ngày một khỏe mạnh hơn và có thể hấp thụ được những dưỡng chất từ những loại sản phẩm dưỡng da. Chính vì thế nên là Dori cảm thấy rất là hữu ích cũng như là hợp lý dành cho các bạn, và cũng là made in Japan luôn ạ. Và một dòng sản phẩm cuối cùng mà Dori cảm thấy rất là thích và Dori muốn chia sẻ cho các bạn, một thỏi kem như thế này rất là đẹp phải không ạ? Và dòng sản phẩm này sau khi mà các bạn thoa lên da thì các bạn sẽ cảm thấy là da của mình được che khuất những khuyết điểm rất là hiệu quả đây ạ, và rất là tuyệt với màu da. Và chính vì thế nên là sẽ không làm cho các bạn cảm thấy là da các bạn bị đốm chỗ này chỗ kia. Thì đó là lý do mà Dori muốn chia sẻ cho các bạn. Và Dori hy vọng là với video của Dori sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn khách quan hơn về những sản phẩm của Nhật, để mà các bạn có những sự lựa chọn đúng đắn cho làn da của mình các bạn nha. Và Dori cảm ơn bạn Tường Vi cũng như là những người bạn đã để lại comment trên Facebook cũng như trên YouTube của Dori. Và Dori hy vọng là sẽ nhận được nhiều hơn nữa những comment của các bạn. Và chúc các bạn có một buổi tối thứ ba thật là vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần sau. Bye bye!